Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm Thánh giá bạc Đức Tin. Thánh giá bạc Đức Tin với đường nét chế tác tỉ mỉ, tinh xảo, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu dây chuyền khác nhau. Thánh giá tượng trưng cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, biểu tượng cho ơn cứu độ của người. Vì vậy, thánh giá đã trở thành lá bùa hộ mệnh mang lại bình an và may mắn cho người đeo. Thánh giá bạc thương hiệu bền đẹp, chất lượng, giao hàng nhanh trên toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.